Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu đã trở lại với kênh Hiền Toyota. Hôm nay tôi sẽ cập nhật một dàn xe Fortuner máy dầu sức tự động có mặt tại salon Hiền Toyota Bình Triệu. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết nhất. Bản xe đầu tiên là Toyota Legender phiên bản máy dầu một cầu sức tự động nha quý khách. Đời là 2021, lăn bánh 2022. Bản này thì ngoại thất là màu bạc nha. Xe lăn bánh được 30.000 cây. Đây, Fortuner Legender phiên bản cao cấp nha. Đèn là trang bị full LED hết và có cam 360, cấp điện luôn nha khách, cấp điện luôn. Bản này chạy mới có 30.000 cây thôi. Giá mình đang chào bán là 1.060.000.000, 1.060.000.000 nha. Mức giá rất là hợp lý nha, tiết kiệm khá nhiều so với một bản xe mới luôn. Bản này cũng dạng xe lướt thôi, cây số cũng khá ít. Bốn vỏ là zin theo xe hết nè. Đây, bốn vỏ zin theo xe hết. Chất xe là nguyên zin nha. Nội thất là hai màu nè, đen đỏ nè, đen đỏ nè. Trần là có bọc ni lông nè, trần bọc ni lông nha. Đó, nội thất nè, ghế còn mới tinh nha. Đây, ghế trên điện đó nha. Vô lăng nè, vô lăng xe có chế độ lái số tay, số tay nha, lấy cần số trên vô lăng luôn. Cái chi tiết nắp bấm nè, nắp còi nè còn khá là mới nha. Legender thì trang bị ốp gỗ nha, ốp gỗ là sang trọng. Màn hình nè, lo màn hình là JBL hết nha khách, lo JBL hết nha. Đó, phần củ số xe nè. Gương là gương chống chói nha, full túi khí, full túi khí hết. Đây, bạn nào đang tìm Legender và muốn mua trả góp ngân hàng bên mình có hỗ trợ nha. Bạn này thì được trả góp hỗ trợ tới 6 năm và 70% giá trị xe. Khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 300 thôi là đã được lấy xe về nha. Đây, nội thất rất là rộng rãi. Máy dầu thì đi tiết kiệm đó nha khách, máy dầu thì đi cực kỳ tiết kiệm nha. Đường kết hợp chỉ có 8.2 lít và đường ngoài đô thị là chỉ có 7.1 lít nha. Đèn đuôi rất là đẹp nha, phần đèn đuôi nè, đèn full LED nha, full LED rất là cao. Cấp điện á, rất là rộng rãi nha, cực kỳ rộng rãi luôn. Xe nguyên bản hết nha, quý khách hàng test thoải mái. Vỏ số cua nè, vỏ số cua chưa lăn nè, vỏ số cua chưa xịt. Mới nha, cấp điện, quý khách bấm ở đây nè, bấm này, cớp này có chống kẹt không nha. Đây, cái chi tiết nè, ốc tán nè, nguyên bản hết, nguyên bản hết nè. Tháng 3 ABS đâu nè, còn 7 màu hết nha. Cái chấm màu sản xuất vẫn là nguyên hết nha. Đó, 7 màu hết, rất là đẹp. Đó, capo, capít đồ là nguyên bản hết nha. Rồi, Toyota Legender lăn bánh 2022 nha. Euro 30.000 cây, màu bản kim, máy dầu một cầu. Giá mình bán là 1.060.000.000 nha, 1.060.000.000. Bạn nào đang quan tâm tới trực tiếp xem bạn này nha. Rồi, bạn thứ hai mình muốn giới thiệu là Toyota Fortuner máy dầu sức tự động một cầu nha khách. Chạy được hơn 20.000 cây nha, hơn 20.000 cây. Bạn này thì màu đồng bánh kim nha, màu đồng bánh kim nha. Màu này rất là nhiều các bạn được lựa chọn luôn. Giá rất là tốt nha, 1.007.000.000 thôi, 1.007.000.000. Nó có hơn 1 tỷ xíu, lại 7.000.000 thôi. Đã sở hữu một bạn Fortuner 2022 nha khách, 2022 mẫu mới nha, đèn full LED nha. Đó, chiếc xe rất là đẹp nha, mới vừa hết roda nha khách, mới vừa hết roda thôi. Full lịch sử hãng hết nha khách, full lịch sử hãng hết. Vô lăng xe nè còn mới keo nha, mới từng chi tiết luôn nha khách. Đây, mùi mới trong xe vẫn còn nha. Màn hình thì bạn chủ là màn hình Android nè, màn Android củ số xe. Đó, phần củ số mới ken luôn nha. Cái chi tiết ốp gỗ nè, rất là đẹp nha. Đó, trần là bạn chủ nè, đó lên trần 5D nè, nhìn sang lắm nha các bạn, nhìn sang.
mình sang xe cách âm cách nhiệt nó hết nha. Ghế là ghế chính điện nè, có lót lót sàn và lót thảm luôn luôn nha. Lót thảm nhìn rất là sạch theo, rất là sạch. Bạn này đi tiết kiệm lắm nha, tích hợp chỉ có 7 lít 2 thôi, còn đường ngoài đô thị chỉ có 6 lít 5 nha, rất là tiết kiệm nha. Bạn này biết nó mua về là chỉ có sử dụng thôi nha, không cần phải tốn tiền option nào trên xe nữa đâu nha, vì gia đình của bạn chủ là đã trang bị hết rồi nha, hết rồi đó, hết rồi, mua về là chỉ có sử dụng thôi, không cần phải tốn tiền nữa. Rồi giá này thì bên mình có hỗ trợ trả góp với ngân hàng, trả góp được là tới 70% giá trị xe và tới 6 năm bảo hành đại hãng là tới 2025 nha. Ba bạn đều là 2022 hết nha, được bảo hành đại hãng tới 2025. Bạn này thì cốp mở cơm nha các bác, đây cốp mở tài đó, rất là rộng rãi luôn nha, rất là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng rãi đó, cái chi tiết nè mới keng hết nha các bác, mới lắm luôn nha đó, từng chi tiết nha, không khác gì xe mới nha các bác đó, vỏ cua chưa lăn luôn nha, đây vỏ cua chưa lăn, chưa sử dụng luôn nha các bác, chưa sử dụng nha, tiết kiệm khá nhiều với so với xe mới nha. Những bạn máy dầu này thì rất là được nhiều các bạn lựa chọn nha, vì là bền nè, tiết kiệm nè và thanh khoản rất là tốt nha các bác, thanh khoản rất là tốt luôn. Rồi giờ mình sẽ mở khoang lái cho các hàng cùng xem bạn Fortuner 2022 máy dầu số tự động màu đồng bánh kim này nha, màu đồng bánh kim, máy dầu mà nhìn vậy là không gì để chơi nha, không khác gì xe mới luôn. Rồi cái này nè, có nhu cầu xem bạn này thì cứ tới trực tiếp tại hiện Toyota nha, tại hiện Toyota luôn. Rồi ngoài ra mình còn một bạn Fortuner 2022 màu bạc nha, màu bạc, bạn này chạy hơn 30.000 cây thôi đó, hơn 30.000 cây, giá là 1 tỷ nha các, 1 tỷ nha, 2022 luôn, được bảo hành tại hãng tới 2025. Bạn kế bên là màu đồng bánh kim, bạn này thì màu bạc, màu bạc cũng rất là đẹp nha các, rất là đẹp nha, màu bạc là một trong những màu mà bán chạy nhất của Fortuner nha, nó rất là bền màu luôn. Đây vỏ nè, nguyên bản hết nha các, nguyên bản hết, được bảo hành tới 2025 hết nha. Có dán kiến nè, bạn chủ có dán kiến nè, bệ bước nè, và chị che mưa sẵn nha, cái này nha, về cho xung che mưa sẵn luôn. Đây vô lăng nguyên zin hết nè, đó vô lăng nguyên zin hết đó, màn hình nè, màn hình Android 360 nha, màn hình 360 hết nha. Đây củ số nè đó, Android 360 hết, full lịch sử hãng hết nha các bạn, full lịch sử hãng nha, một chủ nha, tất cả xe đều một chủ hết nha đó, cái chi tiết nó bấm rồi nè, còn khá là đẹp luôn. Khóa cửa nè 7 màu hết nha, 7 màu mới ken. Rồi bạn này cũng được hỗ trợ trả góp ngân hàng luôn nha, hỗ trợ được 70% giá trị xe và tới 6 năm nha, tới 6 năm nha, được bảo hành tại hãng hết tới 2025. Chiếc xe rất là đẹp. Một tỷ nha, cho một bạn 2022 có lên đồ chơi khá nhiều nha, cam 360 đồ đầy đủ nha, màn hình Android. Rồi đây là tổng quan ba bạn xe mới về nha, ba bạn xe mới về, và bạn thứ tư mình cũng muốn giới thiệu, bạn này là 2020 đó, 2020 giá là 850 triệu nha, chạy 130.000 cây, máy dầu số tự động nha, màu bạc, màu bạc. Bạn này bên mình cũng đã có quay quay rồi nha đó, giờ mình quay lại sơ cho quý hàng nè, đó chiếc xe rất là đẹp nha, chiếc xe rất là đẹp luôn. Vô lăng vô lít rồi nè, đó còn khá là mới nha. Anh nào đang vừa lựa chọn nào máy dầu số tự động đời cao thì lựa chọn bạn này nha, rất là hợp lý nha, giá chỉ có 850 triệu thôi, bằng giá mấy bạn 2019 rồi, đó rất là hợp lý luôn. Rồi bốn bạn nha, mình ra quay bốn bạn máy dầu đều số tự động hết nha, ba bạn đời 22 và một bạn đời 20
quý khách hàng nào có nhu cầu xem trực tiếp đó, thì có tới trực tiếp bên mình nhé, trực tiếp bên mình. Địa chỉ là 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hiền Cô Ta nha, Bình Triệu. Và hoặc liên hệ qua hai số điện thoại 0901 7788 và 0908 6699 để được trực tiếp xem ba bạn xe đời rất là cao này nhé. Và rồi kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc năng động, hiệu quả, gặp nhiều điều vui trong công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.